Hello, Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Tâm xin chào các anh em đồng nghiệp, chào các anh em đam mê điện tử luôn nha. Thì hôm nay Tâm sẽ quay cho mọi người xem một cái lò. Đây là một dạng lò trợ giảng hay mọi người ha. Lò trợ giảng này để cho giáo viên á, mọi người sẽ dùng cái lò này ha. Kết hợp với một cái bộ mi không dây để phục vụ cho công tác giảng dạy ha mọi người. Thì đây là một cái lò trợ giảng DaVision, cái model là XM2008A mọi người ha. Thì hôm nay Tâm sẽ quay review cái lò này cho mọi người xem này, các chức năng của nó, cũng như là Tâm sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem nó cấu tạo như thế nào ha. Cụ thể là nó bao gồm những cái gì ở trong đó, bên trong đó là những cái gì ha mọi người ha. Tâm mời mọi người xem video nha. Thì đầu tiên Tâm sẽ giới thiệu sơ lược về cái các chức năng điều khiển của cái lò trợ giảng này nha mọi người. Tiếp theo đây là nhỏ USB ha. Thì nhỏ USB này để cho mình kim USB vô, mình nghe nhạc MP3 mọi người ha. Thì đây là những cái nút này quá quen thuộc với chúng ta rồi ha. Đây là nút play, là để mình phát nhạc MP3 đó, label ha. Rồi nút stop đây luôn nè, đây tới một bài luôn bài ha. Cái trên này nó có một cái nút volume trừ, volume cộng nữa các bạn ha. Thì ở đây là nó một phím mà nó hai ba chức năng luôn ha. Cái này như cái phím này nó là ba chức năng, vừa play, pause và stop luôn. Phím này nó hai chức năng là vừa tới một bài và nút volume cộng. Nút này là luôn bài và volume trừ ha mọi người ha. Chỗ này là cái đèn, mọi người thấy cái biểu tượng hình bà Bluetooth nè mọi người ha. Thì đối với cái dòng loa trợ giảng này nó hỗ trợ cho mình luôn một cái chức năng Bluetooth nè ha mọi người ha. Thì đây là cái loa của nó nè mọi người, loa của nó nằm đây ha. Loa này thì khoảng một tấc rưỡi, một tấc tám nè mọi người ha, khoảng tấc rưỡi tấc tám ha. Thì không tới một gang tay của Tâm, thì tâm độ là nó khoảng một tấc rưỡi tới một tấc tám thôi ha mọi người. Thì tiếp theo là những cái nút phía trên của nó ha mọi người, bao gồm những cái nút điều chỉnh nè ha, đèn báo và những cái ngõ in out của nó ha. Ngõ này là ngõ chữ, có nút có chữ red nè, là record đó mọi người. Thì chỗ này mình sẽ, tức là cái đường out của tín hiệu ra ha, chữ red record này tức là cái đường out của tín hiệu ra. Mình sẽ lấy cái đường out chỗ này nè, cái chữ red này nè, mình lấy một cái dây mình truyền vô cái thiết bị ghi âm của mình ha. Thì mình sẽ ghi được cái âm thanh trong cái lo này xuất ra ha. Tiếp theo là mọi người nhìn cái lỗ này, lỗ mic này quá dễ dàng ha mọi người ha. Thì tất nhiên là mình ghim cái micro không dây vô đây, hoặc có dây cũng được, đây là hỗ trợ mi ha. Tiếp theo này là mid volume, này đây là cái volume điều chỉnh âm lượng của cái micro của mình đó ha. Đây là min, đây là max nè, dạng theo trình này là min, dạng theo trình này là max ha. Tiếp theo là đèn báo power battery low ha, tức là khi cái đèn báo này sáng lên nó báo cho mình biết cái dung lượng của cái pin hoặc là cái bình trong thiết bị này nó bị yếu ha mọi người ha. Cái chữ sóng nó báo RF này, cái báo sóng kết nối giữa cái sóng giữa cái mi không dây kết nối vô đây ha mọi người ha. Thì cái mi trợ giảng này nó sẽ kèm theo một cái bộ, một cái mi không dây nữa ha mọi người. Thì ở đây là cái volume này để mình điều chỉnh cái tiếng nhạc nè mọi người ha. Tiếng nhạc để khi mà mình phát Bluetooth ha, phát Bluetooth hoặc là nghe nhạc từ cái ngõ USB thì chúng ta có thể điều chỉnh từ cái này. Thì cũng tương tự min max ở đây ha mọi người ha. Thì tiếp theo Tâm sẽ quay phía sau này cho mọi người xem nó còn những gì nữa. Thì đây là cái tay cầm của nó nè mọi người ha, tay cầm của nó đó. Để mình xách tới xách lui mình sẽ có tay này, mình để mình cầm nắm mình xách đi ha. Thì tiếp theo Tâm sẽ giới thiệu với mọi người một số cái chức năng của các nút phía sau này ha. Thì từ bên trái qua đây là anten nè mọi người ha. Đây là anten thu sóng ha, anten thu sóng micro DC 12V ha. Thì cái ổ jack này để cho mình ghim vô sạc cho mọi người ha. Ghim dây vô đây để mình hát bình hoặc là cái điện 12V ha, hỗ trợ đường 12V ha. Đèn này đèn báo sạc,
chỗ tông nè, lô 2 này để cho mình chỉnh âm lượng chép pad nè mọi người ha. Để chỉnh chép pad á. Chỉnh chỗ tông lô 2 này để cho mình chỉnh chép pad ha. Khi mình nghe nhạc hoặc là chỉnh tiếng mi chép pad cũng được. Echo delay này quá quen thuộc với chúng ta, là để chỉnh cái tiếng vang của cái tiếng mi của mình đó mọi người ha. Chỉ có vậy thôi. Tiếp theo là Lâm sẽ quay tiếp kia cho mọi người xem. Tiếp theo đây, đây là những cái thông số kỹ thuật của cái lò này ha mọi người ha, bao gồm điện sử dụng như thế nào trên này, công suất ra bao nhiêu ha, tần số là như thế nào ha. Đây là những cái thông số kỹ thuật của cái bộ lò này ha. Công suất của nó là 5000W nè mọi người. Đây là cái 251.1MHz này, tức là tần số của cái micro mọi người ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem cái bình nó để đâu ha. Thì mọi người nhìn phía dưới này là cái bình nó để dưới đây nha mọi người. Đây là cái hộc, hộc để bình ha, hộc để bình ở đây ha. Thì bây giờ Tâm sẽ mở cái bình cho mọi người xem, trong này nó có một cái bình ha. Thì cái đây là bình 12V ha mọi người. Đây là bình 12V nè, nó hơi chói ha. Cho Tâm gỡ lên cho mọi người cho gỡ ha. Bình 12V ha mọi người, 1.5A ha. Bình 12V thì bình 12V này nó nhỏ gọn mọi người ha, chỉ có 1.5A thôi. Thì cái nguồn điện cấp cho cái bộ này chạy là nó xài cái bình đó ha mọi người ha. Tiếp theo Tâm sẽ mở cái bộ lò này ra ha, cho mọi người xem ở trong đó nó bao gồm những cái gì ha. Nó cũng rất đơn giản ha, bao gồm một cái lò này và những cái mạch điều khiển của nó và mạch cấp nguồn ha. Mạch cấp nguồn là cái bình vô á mọi người ha. Bây giờ Tâm sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên mình sẽ cái mở bình ra trước nha mọi người ha. Mình sẽ lôi bình này ra trước. Giờ mình lấy cái bình ra và mình sẽ dỡ hai cái chấu này ra hai mọi người ha. Dỡ hai chấu đỏ đen cộng trừ ha. Sẽ bỏ bình qua bên. Mình sẽ mở ra. Mình mở hết mấy cái cọc đó ra thì mình sẽ dỡ lên nè mọi người. Thì đây là mọi người nhìn đây là cái lò của nó nè mọi người ha. Đây là lò của nó nè. Đây là lò. Đây là mạch điều khiển ở trên ha. Mạch điều khiển micro ở trên nè ha. Điều khiển micro, điều khiển tiếng nhạc là nằm đây ha. Tâm sẽ quay phần trên cho mọi người xem. Đây là bộ mạch chính của nó nè mọi người ha. Đây là bộ mạch chính. Đây là các nút điều khiển echo delay ha, chỉnh tiếng nhạc, tiếng mic ở đây ha, ngõ vô nè. Đây là công tắc tắt nguồn đây ha, công tắc nguồn đây mọi người. Đây là tăng phô ha, đây là tăng phô nguồn để mình ghim điện vô cái ngõ này nè, qua vô dây sạc ở đây ha. Mạch nó chỉ vậy thôi. Thì Tâm chỉ giới thiệu sơ bộ cho mọi người xem là nó có bao gồm những gì thôi. Thì cái video này mình cũng không có đi sâu nhiều về cái mạch của nó ha, thì Tâm chỉ giới thiệu tổng quát về cái lo này như thế nào cho mọi người xem thôi ha. Tâm quay giới thiệu sơ thôi. Đây là con IC âm thanh của nó nè mọi người ha. IC âm thanh của nó đây. Hai cái dây bình nó sẽ lên từ cái đường này. Hai cái dây bình lên từ đường này mọi người. Lên từ đường này nó sẽ ăn vô cái giắc này ha. Hai cái giắc này là giắc bình đây mọi người. Giắc bình ha. Dây này liên hệ lên trên. Lên trên bo này ha, lên trên bo này qua giắc này. Đó liên hệ lên trên để cấp nguồn cho chạy. Còn cái lo này nó sẽ cái đường ra lo nó chỗ này ha. Kế bên coi xem thành luôn ha mọi người. Thì cái tăng phô nguồn sạc này nó có điện áp ra chỗ này là 15V AC mọi người ha. Thì Tâm muốn chia sẻ với mọi người luôn. Đây là điện áp 15V AC nè. Điện áp 15V AC. Đây là cầu nắng của nó nè. Đây là cầu nắng 4 con diode. Cầu nắng 4 con diode và nó nạp vô cái tụ này. Ha mọi người. Đây là những con IC gu nguồn cho chạy ha.
thì nó cũng rất là đơn giản, cấu tạo chỉ có vậy thôi mọi người ha. Bây giờ tâm sẽ gắp lại và tâm test thử cho mọi người ha. Tâm giới thiệu cho mọi người đây là một cái bo bluetooth nó là mọi người ha, đây là bo bluetooth nè mọi người, bo nhỏ này là bo bluetooth nè ha, là bo này bo bluetooth nè, thì cái anten bluetooth nó lên chỗ này, cái dây đỏ đỏ đó là cái dây anten của bo bluetooth nè mọi người ha, cái giắc màu trắng đó là cái giắc cấp nguồn cho bluetooth chạy, ha mọi người, rất gọn luôn, một bo trợ giảng vừa kết hợp ngõ USB và bo bluetooth cho mình luôn ha, rất là tiện lợi. Giờ xong rồi, sạc bình nó đã đầy rồi, Tâm sẽ test thử cái mic cho mọi người nha. Đây là cái mic kèm theo mọi người. Đây sẽ mở nguồn con mừng cái mic này lên trước. Hey. Năm sau một hai hai năm sau lên lên một hai năm sau hai. Cái này chỗ chỉnh volume lớn nhỏ nè mọi người ha. Một hai năm sau hai hai lên hai năm sau một hai. Đây đây là cái biểu tượng bluetooth nó đang kết nối nè mọi người ha, thì khi mà cái bluetooth này đi chết như thế này là chúng ta có thể dùng cái điện thoại mình ha, mình kết nối bluetooth và phát nhạc qua đây được luôn ha mọi người ha. Thì Tâm cũng xin kết thúc cái video này ở đây luôn ha mọi người, thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi cái video của Tâm ha.